Hello. Hi. Chào mừng mọi người đã quay lại với channel Emma Promo ngày hôm nay. Trong thời kỳ hiện đại như ngày nay, các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp rất là được mọi người quan tâm. Tuy nhiên, để tìm được một sản phẩm vừa an toàn, vừa chất lượng, giá cả lại phải chăng không phải là một điều đơn giản. Và đó là lý do mà hôm nay mình muốn mang đến cho mọi người sản phẩm chăm sóc da toàn thân đến từ nhà Antomy, một thương hiệu cực kỳ đình đám của Hàn Quốc, đáp ứng tất cả các tiêu chí trên, đồng thời sẽ khiến cho mọi người không hề thất vọng. Và đây chính là sản phẩm mà mình vừa nhắc đến. Em này có dung tích là 200g. Với công dụng dưỡng ẩm, cấp nước, nâng tông nhẹ cho da, em này còn cực kỳ an toàn và lành tính. Lý do mà mình nói em này cực kỳ an toàn và lành tính bởi vì em này có chứa đến 90% là thành phần thực vật tự nhiên. Đầu tiên là bơ hạt mỡ, mang đến cơ chế dưỡng ẩm mạnh mẽ. Là một thành phần tự nhiên giàu chất vitamin A, vitamin E và vitamin S, giúp bảo vệ làn da của chúng ta tránh được tác hại của tia UV cùng các axit béo thiết yếu. Đồng thời, các dưỡng chất dưỡng ẩm trong bơ hạt mỡ có tác dụng tương tự như là tuyến bạ nhờn, giúp da của chúng ta căng bóng và mịn màng. Ngoài ra, còn cung cấp các dưỡng chất thiết yếu, giúp sản sinh collagen và chống lại sự oxy hóa, giúp nuôi dưỡng và dưỡng ẩm cho làn da của chúng ta trở nên khỏe mạnh hơn. Thành phần tiếp theo chính là từ cây Moringa, hay còn được dân gian Việt Nam chúng ta gọi là cây trùm ngây. Loại cây này được biết đến bởi khả năng giữ độ ẩm cho dù là thời tiết khô hạn nhất, nên còn được gọi là cây của sự sống, cung cấp các cơ chế dưỡng ẩm và cấp nước cho da. Vì có thành phần chiết xuất từ cây trùm ngây nên mùi hương của sản phẩm cực kỳ thơm và quyến rũ, mang đến cảm giác rất là thoải mái. Và thành phần tiếp theo chính là mật ong, giúp da của chúng ta trở nên trắng sáng và săn chắc hơn, đồng thời còn có tác dụng dưỡng ẩm và giữ ẩm một cách tuyệt vời, bảo vệ làn da của chúng ta, giúp phục hồi các tổn thương, đồng thời hỗ trợ chữa lành các viêm nhiễm. Tất cả các sản phẩm của nhà Antomy đều có một đặc điểm chung, đó là thành phần tự nhiên và hương thơm cực kỳ nhẹ nhàng. Với bản thành phần công thức vừa làm trắng vừa dưỡng da, em này nhất định sẽ cải thiện các làn da không đều màu, da sạm, da bị lão hóa, mang đến một làn da trắng hồng và duy trì nét thanh xuân. Loại kem dưỡng ẩm này còn được sản xuất bởi công nghệ mới có tên là LLC, giúp kem thấm sâu và nhanh hơn. Trước đây mình rất là ngại sử dụng kem body trên thị trường bởi vì có một số loại kem cực kỳ lộ vân và dễ vây bẩn lên quần áo. Tuy nhiên, đây là em sản phẩm khắc phục được các nhược điểm trên. Nếu như muốn đạt được hiệu quả tối đa, mọi người nên sử dụng em này vào 2 lần mỗi ngày, đó là vào mỗi sáng và mỗi tối sau khi đã làm sạch cho cơ thể. Làn da của chúng ta sẽ trở nên thơm và mịn màng hơn. Bạn nào muốn da của chúng ta nhanh lên tông hơn thì hãy nhớ sử dụng thêm gel tẩy tế bào chết của nhà Antomy từ 2 đến 3 lần một tuần nhé. Điều này sẽ giúp da của chúng ta lấy đi lớp tế bào chết và sẵn sàng hấp thụ các lớp dinh dưỡng mới từ kem body, giúp sản phẩm đạt được hiệu quả tối đa. Nếu như đang mong muốn sở hữu một làn da vừa trắng vừa khỏe, mọi người đừng bỏ qua em kem dưỡng body đến từ nhà Antomy này nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình ngày hôm nay. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh Emma Promo phía bên dưới nhé. Chúc mọi người luôn xinh. Bye bye.